Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Ngọc Sơn sinh năm 1970 là một ca sĩ. Ngọc Sơn nổi tiếng với các ca khúc như Vầng Trăng Cô Đơn, Tình Cha, Lòng Mẹ. Ngọc Sơn sinh ngày 26 tháng 11 năm 1970 là một ca sĩ, nhạc sĩ Việt Nam. Ngọc Sơn được biết đến với các danh xưng như Hoàng tử Nhạc Sến, Ông Hoàng Nhạc Sến và Michael Ngọc Sơn. Anh nổi tiếng hơn từ những ca khúc như Vầng Trăng Cô Đơn, Tình Cha, Lòng Mẹ. Ngọc Sơn sinh ra tại Đồ Sơn, Hải Phòng, nhưng quê quán ở Quảng Nam, Nắng. Cha là Phạm Ngọc Thanh, cựu hiệu trưởng trường, sinh viên miền Nam thời kỳ kháng chiến, đồng thời là trưởng đoàn văn công quân khu 5. Ngọc Sơn sống trong gia đình có 4 anh chị em. Ngọc Sơn tiết lộ chuyện tình cảm tuổi 53, nói thẳng về người thừa kế khối tài sản 400 tỷ của mình. Mới đây, Vietnamnet đã có cuộc trò chuyện với danh ca Ngọc Sơn về công việc và cuộc sống riêng. Khi được hỏi về việc sắp xếp công việc sau khi thành lập tập đoàn lớn, nam ca sĩ cho biết tôi dù giữ chức vụ gì trong xã hội vẫn luôn là tấm thân nhỏ bé của đại gia. Đình vẫn giữ tròn nghiệp ca hát, luôn tiếp xúc bà con không kể tầng lớp xã hội nào và lan tỏa tình yêu quê hương, gia đình bằng âm nhạc. Tôi kinh doanh từ thập niên 1990 chứ không phải tay ngang vào ngành. Thú thật, tôi rất sành bất động sản, nhằm mua nhà đất chưa bao giờ chật. Bí quyết của tôi là nhìn xa trông rộng, luôn học hỏi và không bao giờ vội vàng. Vì vậy, tôi trong nghệ thuật là danh ca, nhạc sĩ, bước vào kinh doanh vẫn là người có thâm niên. Tôi đang vận hành tập đoàn của mình rất tốt. Trong cuộc sống, người ta tìm cầu tiền tài, lợi lộc, niềm vui, còn tôi chỉ cầu sức khỏe. Có thể nói, tôi đang ở trạng thái sức khỏe thượng đỉnh. Tôi từ chối bất cứ thứ gì không tốt cho sức khỏe của mình. Mỗi ngày, tôi có thể ngủ đến 9 đến 10 giờ hoặc dậy từ 5 đến 6 giờ nếu có công việc. Tôi làm việc thâu đêm hoặc di chuyển đến 3 tỉnh thành trong ngày là bình thường. Càng làm việc, tôi càng vui và yêu đời. Để làm việc ào ào không biết mệt, tôi phải khỏe thế nào chắc bạn hiểu. Tôi thiết lập chế độ ăn uống, tập gym cho riêng mình và thực hiện nghiêm ngặt mỗi ngày. Ở bất cứ đâu, tôi đều có thể lấy tạ gia tập hoặc chống đẩy tại chỗ. Ngọc Sơn cũng vô cùng đau lòng khi mẹ ruột của mình mới qua đời thời gian gần đây. Nam danh ca chia sẻ mỗi khi nhớ mẹ, nước mắt lại tự nhiên trào qua. Nỗi đau vẫn còn đau đáu trong tim hiện tại, cha mẹ không còn. Tôi dùng thời gian và tim óc cho công việc, quê hương và hoạt động thiện nguyện. Những điều tôi đang làm hiện tại đều nhằm làm giàu đẹp Mũi Né, Phan Thiết, mảnh đất tôi rất yêu và nhiều duyên nợ. Tôi thích trồng rau, nuôi gà, gắn bó quần chúng nhân dân. Nếu không yêu người dân lao động, làm sao tôi sáng tác được bài thương người nông dân? Tôi bận bịu mỗi ngày, xem sự bận bịu là niềm vui. Bây giờ tôi thích viết nhạc, chơi thể thao, mang tới cho mọi người năng lượng tích cực cũng là tạo sự tích cực trong mình. Ông Hoàng Nhạc Sến Ngọc Sơn chia sẻ, đặc biệt Ngọc Sơn còn tiết lộ về chuyện tình cảm của mình hiện tại. Xin tặng bạn 4 câu thơ, trên đời ai cũng có đôi, riêng Ngọc Sơn vẫn lẻ loi một mình. Nhưng Sơn có đại gia đình, gặp nhau ca hát, tâm tình rất vui. Thú thật, tôi chấm thi hoa hậu nhiều, nhưng chưa từng đổ người đẹp nào. Tôi không đổ họ bởi ngoại hình mà chỉ thương người phụ nữ bởi vẻ đẹp tâm hồn. Chính vì yêu và trân trọng phụ nữ, tôi càng nghiêm túc, không dám yêu vừa một ai, xin nói thẳng. Biệt thự Thiên Niên Kỷ được định giá 400 tỷ đồng. Sương Nguyệt Ánh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã được tôi quyên tặng cho từ đường dòng họ nên không phải lăn tăn. Tôi chỉ là kiếp tằm nhà tơ, dĩ nhiên tằm này còn rất nhiều tơ nên cứ nhà vô tư. Tôi đang sung mãn, còn sống rất lâu, muốn chết hơi khó. Tôi chưa có con nhưng có đầy con tinh thần. Đó là những tác phẩm âm nhạc ca ngợi tình yêu gia đình, quê hương đất nước, tôi để chúng lại cho đời. Ngọc Sơn họ Phạm nhưng thiết nghĩ họ Nguyễn, Trần, Lê đều là con một nhà, là con rồng cháu tiên, người con dân tộc Việt Nam vĩ đại thôi. Về duy tâm, tôi tin luôn có người ở trên đang dõi theo việc mình làm. Ngày xưa, tôi nhặt được quả trứng gà đẻ hoang bên đường, dù rất đói vẫn trả lại. Tôi ý thức nếu mình lấy quả trứng ấy mang về ăn, sẽ có người chứng kiến tôi là kẻ trộm cắp. Sau này, từng có người em thân thiết ở Sydney, Australia gửi tiền về nhờ tôi làm từ thiện với danh nghĩa Ngọc Sơn. Tôi hỏi lại ngay, em quên câu chuyện quả trứng cả rồi sao? Tiền em là của em, chứ sao lại là của anh?
học trò luôn học gương mình làm theo. Nhiều người là doanh nhân nổi tiếng vẫn nể sợ thầy Ngọc Sơn về duy vật biện chứng, năng lượng của tôi kế thừa từ cha mẹ, dòng dõi và ý thức giữ gìn sức khỏe. Ngoài ra tôi nhận năng lượng yêu thương khổng lồ từ đại gia đình. Thú thật, tuổi 30 rất khó giữ mình trước những mồi chài, dụ dỗ, đam mê của ngon vật lạ xung quanh. Tuy nhiên, tôi đã vượt qua giai đoạn đó, chiến thắng chính mình. Ngọc Sơn hôm nay đang ở tập 3 cuộc đời, chỉnh chu, khỏe khoắn mọi mặt. Ngọc Sơn ra mắt MV mất mẹ sau một năm mẹ của anh qua đời. Nam danh ca tiết lộ anh đã đăng ký hiến xác cho y học và dùng biệt thự 400 tỷ đồng của mình để làm từ đường dòng họ, vừa tổ chức lễ dỗ đầu cho mẹ. Danh ca Ngọc Sơn tiếp tục cho ra mắt MV mất mẹ, bày tỏ tình cảm tới người mẹ quá cố đã luôn lo lắng cho anh cả đời. Được biết, mất mẹ là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hải, được chắp bút từ rất nhiều năm về trước. Nhưng phải đến khi có duyên gặp gỡ danh ca Ngọc Sơn, ca khúc này mới hoàn thành. Kể từ lần đầu xem qua phần đời bài hát cho đến khi thu âm, Ngọc Sơn đã thấm từng câu chữ. Mỗi khi cất tiếng hát, hình bóng người mẹ quá cố như hiện về trong tâm trí anh khiến Ngọc Sơn nghẹn ngào. Có lẽ vì thế lúc ghi hình, ngay khi tiếng nhạc cất lên, Ngọc Sơn đã không kìm được nước mắt. Anh nhớ lại khoảng thời gian một năm trước, khi người mẹ thân yêu đột ngột rời xa trần thế, để lại trong anh một khoảng trống không thể lấp đầy. Ngọc Sơn nói khi hát ca khúc, anh đưa nhiều cảm xúc, sự đau đớn, mất mát, nỗi nhớ nhung, tiếc nuối, những kỷ niệm đẹp ùa về và cả nỗi hụt hẫng khi không còn nữa là một người có hiếu. Suốt hơn 50 năm, Ngọc Sơn nói anh luôn muốn làm mẹ vui lòng. Những ngày cuối đời của bà, Ngọc Sơn đã làm hết sức để làm những điều mẹ thích. Mẹ cần gì hay muốn gì, Ngọc Sơn đều chiều lòng bà. Khi mẹ ra đi, Ngọc Sơn để bức hình của mẹ và mình trong phòng khách, như một lời tự nhủ rằng bà luôn bên anh, dõi theo anh mỗi ngày. Được biết, sau khi mẹ mất, Ngọc Sơn nói anh dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động xã hội. Anh tiết lộ đã đăng ký hiến thân xác mình cho y học, biệt thự 400 tỷ đồng được tặng làm từ đường dòng họ. Bản thân nam danh ca nói giờ anh không còn có những mưu cầu cá nhân mà chỉ muốn lan tỏa sự tích cực, giúp đỡ nhiều người khác. Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng là một người con có hiếu và không còn mẹ. Trải qua những va vấp sóng gió cuộc đời, anh dần nhận ra chỉ cần có mẹ là có tất cả. Ca khúc mất mẹ được ra đời từ đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.